Yeah. Sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh bài Những Gì Anh Nói của Bozit, một bài hát ra cũng như là 1-2 tháng gì rồi, nhưng chưa có hướng dẫn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh bài này. Bài này cũng khá là dài nên mình sẽ hướng dẫn trong thời gian ngắn nhất, hợp âm cũng khá là nhiều nên mình sẽ lượt nhất và độc âm và chỉ cho các bạn cắt rải ở phần intro. Nếu các bạn đã biết hợp âm và tạo âm đâu thì có thể tua tới phần của video để xem phần intro. Ok, để hát đúng tông của Bozit thì bài này các bạn sẽ kẹp capo ở ngăn 1. Ok, bây giờ sẽ là phần hợp âm trước. Hợp âm bài này cũng khá là nhiều, khoảng 16-17 hợp âm gì đấy. Tại có một đoạn lên tông ở cuối nên sẽ có nhiều hợp âm hơn. Ok, hợp âm đầu tiên sẽ là hợp âm son trưởng. Và bấm dây 1 và dây 6 ở ngăn 3. Dây 1 và dây 6 ở ngăn 3. Dây 5 ở ngăn 2. Như bản của son trưởng sẽ là ký hiệu G sẽ là như số 6. Hợp âm thứ hai là hợp âm đô trưởng ký hiệu là C. Một ngọn vào đây. Như bản của đô trưởng ký hiệu C đó là như bản là như số 5. Âm tiếp theo sẽ là hợp âm Do Major 7, ký hiệu là C, M, A, I, G 7.
cắt bấm nó là các bạn dừng video âm C này, bỏ bớt ngón áp cái ngón trỏ này ra. Đây là bấm C mấy giờ bạn. Như bạn cũng là dây số 5. Âm tiếp theo là âm re trưởng, ký hiệu là D. Các bạn bấm dây 1 và dây 3 ở ngân 2 và dây số 2 ở ngân 3. Đây là âm re trưởng ký hiệu là D. Dây bạn của re trưởng sẽ là dây số 4. Bài này các bạn cũng có thể sử dụng hợp âm re 7 ký hiệu là D 7. Các bạn bấm dây 1 và dây 3 ở ngân 2 và một ngón vào dây 2 ở ngân 1. Như thế này. Như bạn cũng là dây số, như bạn của D7, R7 cũng là dây số 4. Hôm tiếp theo sẽ là âm mi thứ. Các bạn bấm vào dây 4, dây 5 ở ngân thứ 2. Dây bạn của mi thứ sẽ là dây số 6. Bài này các bạn cũng có thể sử dụng hợp âm màu, đó là hợp âm em mi thứ 7, đó là em ký hiệu là M7. Các bạn thêm một ngón út vào dây số 2 ngăn thứ 3. Đây là hợp âm mi thứ 7. Các âm tiếp theo là hợp âm đô thứ ký hiệu là CM. Các bạn chọn được ngăn thứ 3, bấm ngón vào đây, ngón vào đây, bấm ngón vào đây. Mình có che hình ảnh, các bạn có thể nhìn hình ảnh để bấm theo. Đây là hợp âm đô thứ ký hiệu là CM, như bạn là dây số 5. Ok, bài này các bạn cũng có thể sử dụng hợp âm màu, đó là CM7, đô thứ 7. Các bạn bỏ bật ngoài út này ra. Đây là hợp âm CM7. Như bạn tương tự cũng là dây số 5. Ok, âm tiếp theo sẽ là hợp âm si thứ. Si thứ. Các bạn chặn được ngân 2. Lúc này mình thường nhiệt đô thứ thì các bạn chỉ cần lùi một ngăn từ ngân 3 xuống ngân 2 như thế này, từ đô thứ qua si thứ lùi một ngăn. Đây là âm si thứ ký hiệu là BM, như bạn cũng là dây số 5. Bên này các bạn cũng thể sử dụng hợp âm màu, đó là si thứ 7 ký hiệu là BM7. Các bạn bỏ ngón út này ra. Đây là âm BM7, như bạn cũng là dây số 5. Ok, hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm B7 C7 ký hiệu là B7. Các bạn bấm dây 1, dây 3 và dây 5 ở ngân thứ 2 và dây số 4 ở ngân thứ nhất. Đây này, đây là âm C7 ký hiệu là B7, như bạn là dây số 5. Hôm tiếp theo sẽ là hợp âm Mi7 ký hiệu là E7. Ngón ở dây số 3 ngăn đầu tiên và một ngón ở dây từ 5 ngăn thứ 2. Đây là âm Mi7 ký hiệu là E7, như bạn là dây số 6. Hợp tiếp theo sẽ là hợp âm La thứ. Vào một ngón vào đây, ngón vào đây, vào ngón vào đây. Một ngón ở dây số 2 ngăn đầu tiên, hai ngón ở dây thứ 3 và dây thứ 4 ngăn thứ 2. Đây là hợp âm La thứ ký hiệu là AM, như bạn là dây số 5. Bên đây các bạn cũng có thể sử dụng hợp âm AM7 thay thế cho AM. Các bạn bỏ bớt ngón áp út này ra. Đây là hợp âm AM7 ký hiệu là AM7 La thứ 7, như bạn cũng là dây số
năm. Ok, ở đoạn cuối có một đoạn lên tông thì hợp âm sẽ là hợp âm tiếp theo là hợp âm G thăng, son thăng, ký hiệu là G thăng. Các bạn có thể chặn ngắn từ từ như thế này. Chặn ngắn từ từ, ngõ vào đây, ngõ vào đây, ngõ vào đây. Như bạn của G thăng sẽ là dãy số 6. Âm tiếp theo sẽ là hợp âm phá thứ, ký hiệu là FM. Các bạn chặn được ngắn một, một ngọn bấm vào các bạn chặn ngắn một, một ngọn bấm vào đây và một ngọn bấm vào đây như thế này. Như bạn của phá thứ ký hiệu FM sẽ là dãy số 6. Ok, hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm re thăng, ký hiệu là D thăng. Hợp âm này khá là khó bấm. Các bạn sẽ chặn đường ngắn số 6 này. Các bạn chặn đường ngắn số 6, bấm 3 ngọn vào đây tương tự, lần lượt vào đây. Lần lượt vào dây 2, dây 3, dây 4, ở ngắn thứ 8. Đây là hợp âm re thăng, ký hiệu là D thăng. Ok, hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm đô thăng. Thì từ hợp âm re thăng này, các bạn tính tiệm lui hai ngăn như thế này. Và các bạn sẽ có hợp âm đô thăng, ký hiệu là C thăng. Dây bạc của đô thăng cũng là dây số 6. Ok, hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm đô thăng thứ, ký hiệu là C thăng bờ. Các bạn chặn được ngắn 4, một ngọn bấm vào đây, một ngọn bấm vào đây, một ngọn bấm vào đây. Đây là hợp âm đô thăng thứ, ký hiệu là C thăng bờ. Dây bạc là dây số 5. Và hợp âm cuối cùng đó là hợp âm la thăng thứ, ký hiệu là A thăng M. Các bạn chặn một ngọn vào đây, chặn chặn ở ngắn thứ nhất, chặn ở ngắn thứ nhất, ba ngọn còn lại thì các bạn bấm hợp âm la thứ như thế này. Đấy. Ok, dây bát của dây bát của la thăng thứ cũng là dây số 5. Đó là tất cả các hợp âm sử dụng trong bài này. Mình nhắc lại một lần nữa, đó là để đạt được một bài hát thì các bạn phải có tạo hợp âm, phải bấm được hợp âm và cách đánh tay phải. Tạo hợp âm của bài này mình đã sẽ để ở phần để dưới phần hiển thị thêm của video, các bạn có thể xem tạo hợp âm ở dưới. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đánh tay phải. Các bạn nhìn vào tạo hợp âm và mình đừng nhận cái này các bạn như sau. Và câu đầu tiên các bạn sẽ đánh như thế này. Sao đêm nay thời gian trôi qua nhanh thế, mình sẽ nhớ cho bạn các đánh cơ bản nhất ở tay phải, đó là công thức của tay phải, đó là bát, sau đó là dãy số 4, rồi 3, 2, 1 đồng thời. 3, 4, 3, 2, 1 đồng thời. Đơn giản như vậy thôi. Các đoạn cơ bản nhất đó là như vậy. Sao đêm nay thời gian trôi qua nhanh thế. Đây, các đoạn cơ bản và đơn giản nhất. Sao đêm nay nỗi nhớ thương bóng
Các bạn cũng có thể đàn khác, đó là bát, nhị ba, hai một đồng thời. Thay vì bát, bốn và ba hai một đồng thời, thì các bạn cũng có thể đàn bát, nhị ba và hai một đồng thời. Mình sẽ đàn thử. Sao đêm nay thời gian trôi qua nhanh thế? Đấy ạ. Các bạn đánh giá cũng được, tùy vào cái tai nghe này của các bạn thôi. Ok, cắt trải đơn giản nhất là như vậy. Nếu các bạn muốn nó thêm mau mè hơn một tí thì các bạn sẽ đánh thêm một nhịp số 3 như thế này. Bát, bốn, ba hai một đồng thời. Rồi đánh thêm một lần dây 3 nữa. Rồi mình chuyển qua hợp âm khác. Bây giờ âm tiếp theo là thì các bạn vẫn đánh như cũ. Bát, bốn, ba hai một đồng thời. Đánh thêm một lần dây 3 nhẹ. Rồi mình chuyển qua hợp âm tiếp theo. Đánh tương tự. Mình đánh lên cái gì? Sao đêm nay thời, sao đêm nay thời gian trôi qua nhanh thế? Đấy. Tương tự về cách đánh khác, các bạn có thể đánh bát, ba, hai một đồng thời, thêm một lần dây ba nữa. Rồi mình chuyển qua âm tiếp theo. Bát, ba, hai một đồng thời, ba. Chuyển qua âm tiếp theo. Bát, ba, hai một đồng thời, ba. Sao đêm nay thời gian trôi qua nhanh thế? Sao đêm nay nỗi nhớ thương bỗng ùa về? Đấy. Các bạn nghe nó sẽ dày nhiều âm điệu hơn. Ok, đây là cách trải. Ở những đoạn đầu thì các bạn chỉ cần đánh như vậy. Ở những câu đầu, ở đoạn đầu luôn. Chẳng biết anh đúng hay sai, nhưng vẫn lựa chọn che giấu cảm xúc mình lại. Các bạn đã nguyên bài thì có thể là như vậy. Hết đoạn đầu tiên, qua đoạn thứ hai các bạn sẽ đặt những gì anh nói. Ở đoạn thứ hai các bạn sẽ đặt rải và dập như đập như này. Ở đập như thế thì các bạn sẽ đặt công thức tay phải sẽ là như thế này. Bạn có hai cách đánh nhé. Cách thứ nhất đó là bát bốn ba hai đập một hai ba. Một âm các bạn đánh như vậy, chuyển qua âm khác các bạn đánh tương tự. Bát bốn ba hai đập một hai ba. Đánh chậm lên như vậy, đánh nhanh lên sẽ là bát bốn ba hai một hai ba. Bát bốn ba hai đập một hai ba. Bát bốn ba hai đập một hai ba. Tương tự với những hợp âm sau. Mình sẽ đặt mẫu. Sao đêm nay thời gian trôi qua nhanh thế? Bây giờ rất là đơn giản, mà chỉ cần nhấn tay một tí. Ở đoạn sau các bạn đặt đập như thế này cho nó ta sự khác biệt giữa hai đoạn. Điệp khúc thì các bạn cũng đặt như thế này nó cũng được. Chẳng biết anh đúng sai, nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại. Đấy, tương tự các bạn có thể nhìn qua tải hợp âm và đánh cách thứ hai thì các bạn cũng đánh công thức cũng ý như vậy, nhưng các bạn đổi dây đó là bát ba hai một đập một hai ba. Thay vì bốn ba hai ở trước thì các bạn đổi lại thành ba hai một. Bạn 3211, bạn 321 đập 123, bạn 321 đập 123. Tương tự đổi qua những hợp âm tiếp theo. Bạn 32, bạn 321 đập 123.
đằng sau các bạn cũng đánh tương tự. Riêng phần quạt chả thì các bạn có thể đánh công thức đó là xuống xuống lên lên xuống xuống. Mình nhắc lại công thức của tay phải lúc quạt chả đó là xuống xuống lên lên xuống xuống. Đúng nhá, các bạn quạt nhẹ thì nó nghe sẽ rất là điều tai và nghe nó hay. Mình sẽ quạt mộng. Chẳng biết anh đúng hay sai, nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại. Đấy, còn tay phải các bạn chỉ đánh công thức như vậy, còn tay trái các bạn chỉ cần nhìn hợp âm, nhìn tạo hợp âm và chuyển thôi. Là đơn giản. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên, lên, xuống, xuống. Chẳng để em bận tâm. Sẽ chia đôi ha, đó là xuống xuống lên lên xuống xuống, thì các bạn chia đôi này đó là một độ âm các bạn sẽ đánh là xuống xuống lên, nhiều các âm khác các bạn sẽ đánh là lên, các bạn sẽ đánh là lên xuống xuống. Ok, mình nhắc lại đó là một độ âm các bạn sẽ xuống xuống lên, nhiều các âm khác các bạn sẽ lên xuống xuống. Đèn mẫu cho các bạn. Vẫn có anh đang sống em là như mảnh vỡ. Đây này, câu này. Thời gian mất rồi thì vui tiếng. Thời gian mất rồi thì vui tiếng. Ok, câu tiếp theo cũng như vậy. Ngờ đâu đúng người mà chẳng thế đây. Các bạn cứ đánh ý như vậy nhé. Tay trái các bạn chỉ chuyển hợp âm theo tải hợp âm mà mình để ở giữa video thôi. Ok, bây giờ xong bài. Cách quạt chả nó cũng khá là đơn giản. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh intro của bài này. Video cũng khá là dài nhưng mình sẽ đánh mẫu cho các bạn, mong các bạn có thể đánh theo. Để đánh mẫu intro thì các bạn có thể đánh phần điệp khúc của bài hát đấy. Ok, mình sẽ đánh mẫu cho các bạn. Mong các bạn, mình đánh chậm hơn, mong các bạn có thể đánh theo được. Tại intro thì không, mình đánh không lúc nào chuẩn lúc nào cả. Mình sẽ đánh từng câu và các bạn đánh chậm từng câu để các bạn xem. Sau đó mình bấm ngon vào BM, hợp vào BM. Cùng đánh bài 432. Thêm một lần nữa. Bài 432. Sau đó đánh một lần với 3. Sau đó bài 432 lại. Ok, mình đánh lại nhé. Một lần nữa.
nhạc như vậy, sau đó qua cái này, qua những gói âm khác và lần tương tự. Qua em ơi. 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 chuyển qua D. Liền các bạn ạ. Đánh xong bỏ tay ra ngay. C major 7 đàn bạt 3-2-1 đồng thời, sau đàn 3-2-1 chuyển qua C major cũng bạt 3-2-1 đồng thời, 3-2-1 đồng thời, 4-3-2-1-2-3 chuyển qua BM cũng như vậy. E7 sau đó D7 luyện ở D đầu tiên là thứ 3 và xuống và xong intro. Ok, mình chỉ có thể hướng dẫn cho các bạn như vậy thôi. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc góp ý gì thì cứ comment ở dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Bởi vì video khá dài đơn nên mình sẽ làm một lần nữa intro mà các bạn có thể hy vọng các bạn có thể làm được bài này. Chúc các bạn may mắn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.